cao nghe. À, sáng nay ngày mùng 1 tháng 6 lên đô thấy có cái máy mai hai đá này, bao xích 2 tầng. Các cạp này 10, các đợt cạp 13 lý máy mai à, hai đá. Vô cái ba lắng này đầu tiên á. Đầu tiên cái ba lắng này. Này hai tầng con đẹp lắm. Này. Hai tầng này, máy tính này. Chết này. Chết con đẹp nguyên hết đấy. Rồi. Chích tải thì tổng cỡ 2m rưỡi đến 3m á. Còn chích kéo này thì dài hơn. Này 1,7 triệu á. Này 1,7 triệu. Xích này cỡ 8 lý á. Xích cỡ 8 lý á. 8 lý một phần gì đó. 1,7 triệu á. Sạc lượng này. Này sạc lượng này, đẹp. Đẹp nguyên á. Rồi. Tiếp theo con máy mai này. Mai hai đá. Này sử dụng đá nên sử dụng đá lượng này. Không thấy thông số của nó ghi. Sử dụng đá lượng á. Con này 3 phá này. 200V này. Em đã đấu lại là thành 1 phá 220V đó. Đây. Nó xoay 3 phá 200V này, 220V đều được này. Này. Này cục lớn. Ngoài đi bị bể đấy. Chẳng còn nguyên á. Công tắc đâu rín hết á. Con này mạnh á. Này chạy êm mạnh á. Cực mạnh luôn. Con này nặng tầm 26 kg á. Nặng tầm 26 kg á. Ai kêu rõ hơn thì để em quay lại. Nói trường khả cáo.
Rồi con này triệu tứ á. Triệu tứ. Về cắt mình cái này đi á. Tiếp theo con Eto. Eto hiệu Elephant á. À, hiệu hiệu cánh quạt nhá. Ngang 150 á. Miệng ở đây. Này cuộc tròn á. Này có lắc nhẹ nhé. Có lắc nhẹ này. Lắc nhẹ. Rồi con này 3.1 á. Tiếp theo kia. Khi gắt cạp này. Khi gắt cạp này mới á. Cái đẹp. Cắt được cả 13 lý á. Em xí xí. Này, răng miệng này. Thầm nguyên đấy. Đẹp nguyên đấy. Em bảng 850 á. Cái này 850 á. Em có cái mai hai đá này. Này hàng Hitachi á. 230W. Con này 3 pha 200V. Về đầu tù lại để sai 200. Cái này em chưa đi đầu nữa. Nay sử dụng đá cỡ 150 đá nhỏ. Không thấy nó đê gì. Rồi. Còn em bạn triệu bá. Triệu bá. Cứ cặc té nó đầy đủ. Bá phá về đậu lại 240 sai. Công tắc thì nó hơi bị sức nhẹ đấy. Sức nhẹ đấy này. Rồi em bán xử lý. Rồi con này 1.3 triệu. Tiếp đến là con ba lắng này. Hay 3 tấn á. Hiệu super.
xích con này 8 lý á. Xích đẹp. Xích đẹp nguyên chưa rỉ gì hết á. Xích tải dài. Tải nó tầm 4 mét, 7 đến 8 mét á, 7 đến 8 mét là xích đôi á, đôi là cỡ 4 mét, xích đôi là 4 mét, còn xích này thì cỡ 3 mét rưỡi đến 4 mét á. Con này 3 tấn á. Này 2,5 triệu á. Rồi có thương lượng hết nhá. Mấy đồ này có thương lượng hết, cái này 2,5 triệu. Rồi, chào mẹ anh.